Nếu bạn nào theo dõi mình một thời gian rồi thì đều biết mình tập luyện bộ môn calisthenics và sau đây sẽ là 3 lý do khiến mình bắt đầu bộ môn này. Lý do đầu tiên khiến mình yêu thích bộ môn calisthenics đó là bởi vì khi tập bất cứ một động tác nào của bộ môn này thì hầu như tất cả các nhóm cơ sẽ đều tham gia vào bài tập. Đặc biệt là những nhóm cơ ở phần bụng hoặc phần core giữ ổn định toàn bộ thân người. Điều này đồng nghĩa với việc đó là khi các bạn tập một bài tập, các bạn sẽ huy động được nhiều nhóm cơ hơn và tác dụng của bài tập cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Lý do thứ hai khiến mình yêu thích bộ môn này đó là bởi vì không bị phụ thuộc vào bất cứ một dụng cụ nào cả. Nếu như các bạn muốn tập luyện thì các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay mà không cần bất cứ một dụng cụ nào hoặc đến phòng tập, bởi vì calisthenics sẽ tập trung vào sử dụng chính trọng lượng cơ thể của chúng ta để làm mức tạ. Và quan điểm của mình về việc tập luyện đó là nếu các bạn đã thực sự muốn tập luyện thì không điều gì có thể giới hạn và ngăn cản các bạn. Và lý do cuối cùng khiến mình yêu thích tập luyện calisthenics đó là bởi vì nó thực sự thử thách bản thân. Trong bộ môn này có những động tác thật sự khó và chúng ta sẽ cần thời gian để có thể chinh phục nó.